Cái gì này, cái gì này? Ôi, quỷ đó, quỷ đó. Ôi, con quỷ đó mắt bắt đầu ơi. Lùi lại ơi. Này, vết máu của hồ tinh để lại anh em nhá. Nó đã vào khu nhà hoang rồi. Đây, máu tươi luôn mọi người ơi, đây là máu tươi luôn nhá. Phải nghĩ là cái cô gái kia, cho mình nghe. Nó nôi vào cái khu vực giàn sắt này mọi người ơi, chắc là nôi quái nó mắc ở cái bàn sắt này nó mới ra máu đấy. Đây này. Oh. Ui ôi. Dạ. Nhìn này. Ui. Gì? Đi rồi. Sao? Cái gì? Ui ôi. Chị gái. Là chị gái không? Ui nôi. Ui nôi cái gì ấy, chị nôi cái gì ấy? Mọi người ấy, chị gái kìa. Mình đi. Chúng tôi hồ ly nó cắn dao đúng không? Mà như đây nó đang bị làm sao rồi chứ không phải là bình thường đâu. Ôi, cái hồ ly trong nhà kìa. Hồ ly trong nhà anh em ơi, trong nhà. Trong nhà hả? Ừ. Ủa, đừng vào. Nó cắn, nó hồn ra về, cần nó thò kìa. Ui. Em ra xe, gần xe nào. Ui, nhìn mọi người nhìn kìa. Ui, cái hồ ly trong nhà đấy mọi người ạ. Thở đi. Ui, mọi người ơi, mới máu rồi ơi. Máu á? Ui sao toàn máu rồi. Ui bà, toàn máu thôi mọi người ạ. Ui toàn máu hay bà lại bị hồ ly cắn rồi. Đây. Ui đơ rồi ơi, không biết gì đâu. Ui cái này nó bái đơ bái không biết gì đâu ơi. Ui. Máu ra nè. Máu rồi. Máu của bà ấy rồi, máu từ tay bà ấy chảy ra rồi. Bà ấy sao ấy? Người nhìn kìa, ui cái mặt đơ không biết gì luôn mọi người ạ. Ui đơ không biết gì đâu Hiếu ơi. Tầm máu ơi. Bà ấy không biết gì đâu. Ui sao đây? Đâu à? Chết rồi. Ôi ôi bà ở đây mà. Ủa tin nhập ấy, nhập bãi rồi. Ủa tin nhập bãi rồi. Ai đau quá. Ui lại sao nào, nhìn lại sao nào, nhìn kỹ lại sao. Ui ôi, mỗi máu ơi. Ôi đau lắm quá. Đau lắm quá, đau rồi, ui bà trong nhà không. Ui bà đây, nhưng bà trong nhà thì ôi, đến sao. Ui bà trong nhà. Ui ôi lùi hồ ly này. Chị gái đâu ơi. Ui bà ở trong lòng này, trong này. Nhập vào rồi. Ui mọi người. Ui hồ ly tinh em. Ui con quỷ đỏ là nó chuyên lấy đấy. Nó chuyên hút ốc người ấy, không phải hút máu. Hút ốc người. Ui sao hôm nay nó xuất hiện cái con này ơi. Mà cái răng ngoài. Ui đây là trùm nó rồi. Nó tiến hóa thành con quỷ đỏ em ơi. Ui không phải quỷ chúa, quỷ đặc cả quỷ đỏ.
Gái mày, cẩn thận nhớ, con này, con này nó mà biết là nó hút não mình là mình không kịp phản xạ đâu, mất não luôn đấy. Phải yên, con này đây rồi, nó ra đây rồi. Ui ui, quỷ đang thưa em ơi, quỷ đang thưa. Ui ui, quỷ đâu lâu à? Không phải, con cũng quỷ đỏ rồi. Quỷ đỏ đang thưa em ơi, quỷ đỏ đang thưa. Quỷ này. Ơi ai? Mày. Ui. Nó vào đấy, nó dưới. Ui, mày. Mày, ôi chú ơi. Nó có quỷ đỏ vỡ đầu luôn. Ui, nhưng mà cẩn thận nhá, con này nó không được. Con đấy như anh đập nó chết rồi sao ấy? Tôi chết đâu, mẹ con nó hồi sinh ngay. Chết được không? Ôi mọi người ơi, nhìn này. Mày! Mày! À. Sao ấy? Mẹ con đằng sau nữa. Còn sao á? Ui, nhìn kia nhìn bao rộng sao nào? Hôm nay rất nhiều chưa được. Đấy mọi người nhìn nhá, hôm nay nó xuất hiện con quỷ đỏ, cả con mặt gọi là mặt quỷ trong một con hồ ly nữa. Mọi người ơi, cả đống luôn rồi. Ui ơi, bên trái ơi. Tay bà ấy. Ui mọi người. Tôi Mày nó xuyên tường, nó nói kéo chị ra cứu chị ơi. Chết rồi, nó nói chị vào rồi ơi. Rồi, kia tay dưới kia. Kéo ra, kéo mạnh chị ra đây. Kêu mạnh lên đi ơi. Mạnh ra. Chị cố lên. Hút tường ấy. Nó trong tường kìa. Mất rồi, bế chị ra. Ui, nhìn nó ăn, nó cắn chân chị rồi mọi người, nó hút chân, hút máu kìa. Thu vào tường luôn. Con này nó ở trong tường mà, nó biết biến hóa, nó từ trong tường ấy. Chị ấy, nôi chị gái ra đi. Ôi, tỉnh rồi chị, tỉnh kìa, kéo chị ra. Chị ơi, nhanh ra đây chị ơi. Bà ấy bị như là quái ấy không bị làm sao rồi ơi. Ôi ôi, mỗi vết máu ở phía tai thôi. Bà ấy bị nhập vào tường thôi. Nó biến thành quỷ thôi. Quỷ đó. Đây là bà, hôm nay khéo là bà này là bị quỷ, con quỷ mặt răng thưa hả? Đỏ, quỷ đỏ đấy. Trời máu ơi. Bà ấy nằm vật ra kia rồi. Nằm vật ra? Có vào cứu bà ấy không? Không, bị tịnh. Mọi người ơi, bà ấy bị nằm vật bên trong kia rồi, nằm vật bên trong kia rồi. Đừng, cẩn thận đấy. Lùi bây phải cứ nước đá mình té thẳng mặt bà ấy kia, bà ấy mới tỉnh được. Bà ấy không phải bị điên đâu, là bị con quỷ chúa quỷ đỏ kia nó nhập rồi. Đi tìm bà ấy, đuổi rộn ra bà ấy. Chèo qua tàu, nhanh, bà ấy đuổi theo. Chèo qua tàu. Nhanh.